Xin chào toàn thể nhân nó có trở lại kênh của Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay em bên nhà mới về cho anh em một con cưa G3501 anh em nhé. Đó, con này là của hãng Komatsu anh em nhé, cực kỳ đời mới luôn. Con này có giật trợ lực, em đã lên lam latin, lam trượt latin và xích mới cho anh em luôn nha. Đó, lam xích mới, lam dài 40, cưa được 35 anh em nhé. Đó, máy thì đẹp như mới luôn nha anh em nhé. Đó, con này thì rất là êm luôn. Rồi con này là máy bao đẹp cho anh em luôn nha, hãng Zenoat Komatsu. Đó, đây nha, Zenoat Komatsu Maji Japan G3501 nha. Đó, rất là ngon luôn. Dòng này là dòng đời mới của vừa ấy luôn anh em nhá. Đó, con này có giật trợ lực này, máy nổ êm ru. Rồi em sẽ cân ký luôn nha. Đó, con này trọng lượng nó là hơn 5kg nha anh em nhá. Đó, 5,2 kg. Lam dài 40, sử dụng được 35. Lam mới, lam trượt, lam xịn luôn nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ cắt nổ cho anh em xem. Con này nằm của nó 38 ly anh em nhá. Anh em cắt củ gia đình, khai thác cây vừa là đều ok luôn nha. Đó, con này thì dòng đời rất là mới luôn. Đó, con này là xăng pha nhớt đổ đây. Rồi anh em đổ nhất thải motor xích ở đây nha. Đó, con này thắng xích còn ngon luôn em nhá. Đó, gạt xuống là thắng xích lại này, bóp lên là quay xích này. Đó, giờ sẽ test nổ anh em xem nhá. Đó, anh em bơm xăng lên này. Đó, bơm xăng lên, kéo e ra. Đó, kéo e ra, bật công tắc lên, giật 1-2 cái nó nổ ở đây, em để e lại nha. Đó, cái máy nào hoạt động nó như vậy cả. Đó, nổ ở đây, em để e lại. Dòng giật thường thì anh em phải kéo mạnh, còn con này đấy nha, anh em rút dây lên thôi, nó không có mất sức. Rất dễ nổ. Con này giá của nó là 3 triệu anh em nhá. Anh em nào chốt xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0399 nha. 3 triệu là bao ship tận nhà và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em nha. Rồi, xin cảm ơn toàn thể anh em.